cư, một tô bánh mì kèm trà đến từ chim sẻ đáng khi dồn Tiểu Ngư vào chân tường. Và không còn gì hầu gì để mất đến từ Tiểu Ngư nữa. Anh ấy sẽ dùng tất cả sức mình trình để cứu tên cung giờ này nhưng không thể cứu được. Và các bạn đã cảm thấy ok chưa ạ? Và anh em đã cảm thấy ok chưa ạ? Đối phương vừa lên dẫn trước 2-1, chúng ta bật lại với tỷ số 3-2 và chỉ cần một chiến thắng nữa thôi. Chúng ta sẽ đến với nội dung thứ hai. Có thể là cung RAC, có thể là Yamato đời 4, tùy vào sở thích của game thủ thích đánh nội dung nào trước. Chim sẻ nắng thì đương nhiên sẽ chiều game thủ Tiểu Ngư thôi. Anh thích nội dung nào, chúng ta đánh nội dung đó. Và một trận highlight đến từ game thủ chim sẻ nắng và mình sẽ nốt cái highlight này lại. Đây là trận thi đấu thứ 5. Solo Seng. Chim sẻ đi nắng 23 dân. Cộng 1. Dâng ao. Bắn chết Tiểu Thủy Ngư. Ok. Vâng. Ê, cái gì? I don't think so. Alo, Pichero. Oh yeah. Rồi, bây giờ sẽ là trận chung kết sớm dành cho game thủ Tiểu Thủy Ngư ở nội dung solo cung RAC Thần Tiên. Và một nữa xin gửi lời chào đến 25.000 anh em đang có mặt trên fanpage của game thủ Chim Sẻ Nắng. Yes. Vâng, chạy rồi. Vâng, chúng ta sẽ đánh chạm 4 nha các bạn, chứ không phải đánh trong C ạ. Xe của đối thủ chim sẻ, cảm ơn Thành Đồng đã gửi tặng chim sẻ nắng 50 sao. Vâng, những bước đi dò đầu tiên dành cho đối thủ chim sẻ nắng. Có những cây gỗ 75 gần nhà đến từ đối thủ chim sẻ. Vâng, bây giờ sẽ là voi hay là quả. Thế này thì thấy quả rồi. Thế này thì ăn quả rồi. Vâng, có cả xe giò, khép góc 12 giờ nếu đất bán sa mạc. Vâng, sau nội dung này thì mình nghĩ là các game thủ chúng ta sẽ giải quyết nốt món cung RAC trước khi đến với nội dung đặc sắc nhất, nội dung được mong chờ nhất trong buổi trưa, buổi chiều ngày hôm nay. Đó là nội dung solo Yamato đời 4. Đó. Vâng, như vậy là thông tin báo về anh Alex Nguyễn đã gửi tặng game thủ chim sẻ nắng 999 sao nữa. Rất xin lỗi anh, chứ mà em không nhìn thấy tình huống này. Cảm ơn anh rất nhiều. Thank you anh. Và một bầy hiệu đầu, một con voi đến từ cái thủ chim sẻ và dừng ở vùng góc 1 giờ đã có đôi sư tử ngay trước nhà này. Thì cần phải đi nông dân thật là khéo để né nó ra. Và lùa hiệu về gần thôi. Và có quả phụ luôn đến từ cái thủ chim sẻ và thêm một cái rừng dừa. Đồ ăn bắt đầu ổn. Đồ ăn bắt đầu ổn đến từ cái thủ chim sẻ. Vâng, dừng trận này mà lại xấu như trận trước thì khả năng cao là chim sẻ nắng sẽ lựa chọn đấu pháp là dừng A tiếp hay không. Không, tôi bắt đầu thấy nhiều dừng hơn ở mặt 1 giờ rồi. Ít nhất là có hai cái dừng thông ở góc 1 giờ dành cho cái thủ chim sẻ nắng. Vâng, bầy hiệu đưa về rồi. Chúng ta sẽ đánh chạm 4 ở cả 3 nội dung nha các bạn. Tức là bên nào chạm 4 trước là bên đấy thắng. Lùa hiệu về rồi. Vâng, em thì sẽ không thể quyết định nội dung nào đánh trước, nội dung nào đánh sau. Cái này sẽ phụ thuộc vào cái thủ Tiểu Thủy Ngư. Chúng ta sẽ để cho cái thủ Tiểu Thủy Ngư chọn nội dung và chúng ta sẽ thi đấu. Đầu tiên thì anh Ngư chọn nội dung là solo Seng đầu tiên. Ok, chúng ta đánh Seng đầu tiên. Nội dung tiếp theo thì để anh Ngư chọn. Và kiểu gì cũng sẽ có Yamato đời 4 thôi. Nhưng mình nghĩ với cái tính cách của anh thủ Tiểu Ngư thì khả năng cao chúng ta sẽ được thưởng thức món cung RAC trước khi đến với nội dung cuối cùng. Đó là nội dung Yamato đời 4. Đây là một nội dung mà tôi cũng rất là mong chờ. Khi mà đã lâu lắm rồi, mình quên cả cách đánh Yamato đời 4 như thế nào luôn. Và quên cả cách đánh Yamato đời 4 đánh bao nhiêu dân ép đời như thế nào. Tôi chỉ nhớ là khoảng tầm phút 16 kích đời 4 đến từ Yamato là mắc minh nhất. Và đó là kỷ lục của thủ chim sẻ nắng thôi. Còn lại thì tôi quên mất là cách đánh bao nhiêu dân ép đời ra làm sao mất rồi. Nên là tôi đang mong chờ cái nội dung Yamato đời 4 này rất là nhiều. Để có thể nhớ lại cái kỹ năng bình luận Yamato đời 4 nữa. Đương nhiên là chạm 4 về trận rồi anh, lại còn chạm 4 về C để đến sáng mai rồi anh. Vâng, đánh chạm 4 về trận rồi anh nhá. Ba voi hiệu đầu quả phụ đến từ cái thủ chim sẻ. Một bài đấu mà rừng của sẻ đang hơi xa nhà chính một chút. Nhưng về thế là hoàn toàn có thể đánh chắc nhà ở trong trận chiếu này. Và đây là con voi đầu tiên được cái thủ chim sẻ đang đưa về nhà chính cho mình rồi. Và S2 đã có đến từ cái thủ chim sẻ. Mặt từ 3 giờ lên nhà chim sẻ nắng, mình nghĩ đó sẽ là mặt BBBM và BA sẽ đóng ở sau cánh rừng thông này. Sau cánh rừng thông này chứ không phải là sau cánh rừng dừa nha các bạn. Và có một số quý vị khán giả các bạn đã comment là bình luận viên Hải và đều bình luận rất là ổn nhưng mà không nên gáy đối thủ và nên tôn trọng đối thủ hơn. Thì chỉ đính chính với tất cả anh em là khi mà Hải và đều bình luận thì tôi đặc biệt
cực kỳ tôn trọng tất cả các đối thủ của game thủ team Sẻn Nhám. Vâng, hay tất cả các đối thủ mà team AOS Vata đối đầu. Vâng, nếu như các bạn nào có ghi âm lại được bất kỳ một đoạn bình luận nào của mình mà có những tình huống xúc phạm đến đối thủ của team AOS Vata, các bạn hoàn toàn có thể đăng lên group Team Sẻn Nhám Fan Club và mình sẽ tự phạt 500.000 vào lương tháng đó. Đã phát hiện ra cái thủ Tiểu Tinh Ngư, và dường như Tiểu Tinh Ngư cũng đã phát hiện ra cái thủ chim sẻ. Câu nốt con voi này về thôi. Các bạn có thể thấy là khi mà mình bình luận mình gáy rất là nhiều, nhưng khi mà các bạn ở trong cộng đồng, các bạn tiếp xúc trực tiếp với các game thủ, các bạn mới hiểu và mới biết được chúng tôi sống với nhau như thế nào. Mặc dù chúng tôi có thể nói với nhau, chúng ta có thể coi là đối thủ, là kỳ cùng địch thủ trong trận đấu, nhưng sau khi kết thúc mỗi kèo đấu ra ngoài, anh em vẫn tay bắt mặt mừng, vẫn trà đá, vẫn mời nhau đi uống thuốc, vẫn có thể đi ăn nhậu với nhau được thoải mái. Đó là sự khác biệt, và đó là cái tính theo kiểu tính cộng đồng của bộ môn AOE này mà tôi rất là đam mê. Nên là anh em yên tâm về những tình huống đó. Khi mà các game thủ còn chưa lên tiếng về cái sự xúc phạm đến game thủ trong từng trận đấu thì các bạn là người ngoài, các bạn không thể nào biết được là tôi có xúc phạm game thủ hay không. Và tôi khẳng định là không. Một bài lên đời sớm hơn, game thủ Tiểu Tinh Ngư này. Ôi, đóng cái bên. Đóng VA này vào đóng xong rừng thông thì không nghe, thì đóng ở đây thì sai quá rồi. Này thì đi công nhà anh Ngư kiểu gì đây? Vâng, đóng VA này đi công nhà Tiểu Tinh Ngư là hơi fail đến cái thủ chim sẻ nắng. 25 dân cộng 1, 949. Và chúng ta sẽ lên đời sớm hơn Tiểu Tinh Ngư trong trận đấu này rồi, đương nhiên là như vậy. Bắt đầu xóa ruộng đi chim sẻ. Điểm yếu của sẻ trận này sẽ là không còn là từ mặt 9 giờ nữa. Khi mà có một cái rừng chặt nhà BA như thế này, sẻ sẽ phải đóng thêm ở đây. Thì từ mặt 9 giờ vào sẽ được BAK. Mặt yếu của sẻ bây giờ sẽ là mặt từ 3 giờ lên. Và nhà Tiểu Tinh Ngư ở mặt 4 giờ. Vâng, nhà Tiểu Tinh Ngư ở mặt 4 giờ anh em ạ. Vâng, cơ cấu thêm vài chiếc ruộng nữa đến từ cái thủ chim sẻ. Vâng, ngay từ đầu thì mình đã chim lợn những sẻ nắng là nên đóng A ở sau cánh rừng thông. Nhưng có lẽ là sẻ không nghe thấy lời tôi nói rồi. Tiểu Tinh Ngư cũng là bài 26 dân trong trận đấu này. 26 là tham lai chim sẻ. Em đang cơ cấu lại những con nông dân làm gỗ để tối ưu cái năng suất của những con nông dân này. Bắt buộc phải đóng BA thụt ra sau cánh rừng. Thế mới đau. Và cái BA đầu tiên quyết định rất nhiều. Chả nhẽ bây giờ một BA sau trong cánh rừng này và những BA còn lại là đi ra sau cánh rừng không để đóng. Thì nó rất là tù tội. Và sẻ sẽ bắt buộc phải tăng A trong này. Nên điểm yếu của sẻ bây giờ không còn là mặt 9 giờ, mặc dù nó không được bó bế gì cả. Và điểm yếu của sẻ sẽ là từ mặt 3 giờ, hướng lên nhà chim sẻ nắng, nơi mà BBBM của sẻ đang án ngữ. Vâng, 29/32 là tham lai của game thủ chim sẻ nắng thời điểm này. Đã bắt đầu cơ cấu 5 nhà BA. Và trận này thì sẻ sẽ đánh thế công. Nếu như đánh thế thủ sẽ là một thiệt thòi rất lớn dành cho game thủ chim sẻ. Đang cơ cấu 5 nhà BA rồi và chỉnh lại nông dân ăn gỗ ở trên biển thứ 3. Và chúng ta sẽ có tình huống công thẳng nhà Tiểu Tinh Ngư ở khu góc 3 giờ 4 giờ. Thêm một dãy nhà BA ở đây nữa để kín mặt này. Và lực của sẻ trận này tôi đang cảm thấy khá là ổn, nhưng mà quả đầu vẫn còn, quả phụ vẫn còn luôn. Mà bắt đều. Vâng, đi qua những cánh rừng này đến từ game thủ chim sẻ còn ra hơi muộn. Đó, cái vị trí đóng A như thế này nó ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng đi quân của game thủ chim sẻ. Vâng, giá như không có cánh rừng già ở đây thì mọi thứ đã tuyệt vời hơn là bao nhiêu. Tự nhiên lại có một cánh rừng già ở đây ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng đi quân của sẻ. Để chúng tôi quyết định đánh thủ là một chút giờ đi thẳng đường để do nhà chim sẻ nắng. Các bạn sẽ đi vào từ mặt 9 giờ. Kệ thôi, mình nghĩ con chim sẻ này sẽ nằm xuống một giờ đi chim sẻ. Vâng, đánh chạm 4 anh ạ, đây là trận chung kết đầu tiên đến thủ Tiểu Tinh Ngư rồi. Mình nghĩ chim sẻ nắng trận này vì cái vị trí đóng BA của sẻ thì sẻ nên đánh kiểu phát triển lâu dài và có một vài tên cùng đi móc máy nhà đối phương và đánh kiểu đứng quân, đứng thế, bắt quân của đối thủ. Và chỉ có một tên giờ đầu tiên để đi tìm nhà đối thủ Tiểu Tinh Ngư rồi, để móc máy với những cơ sở đá banh của đối phương. Và những tên này thì sẽ đứng kê nhà. Nếu như anh Ngư công vào mặt 3 giờ, nên kéo quân về mặt 3 giờ, nếu anh Ngư công vào mặt 9 giờ, nên sẽ đứng quân nhà BA luôn. Và đã có điều đứng sau rừng bàn một cung R được tay vào mặt 3 giờ của chim sẻ nắng để móc vào cánh rừng và dãy nhà BE. Các bạn có thể thấy là nhà cái thủ Tiểu Ngư trận này là rất đẹp, và cái điểm đi công của chim sẻ nắng vào nhà Tiểu Ngư một điểm duy nhất từ 3 giờ vào, và đây lại là cái điểm đi quân yếu nhất của chim sẻ nắng luôn. Và đó sẽ là hạn chế của chim sẻ nắng trận đấu này. Tiểu Ngư bắt đầu đưa quân ra bên ngoài đông hơn rồi. Đơn cung R đi công sẻ đã chết mất một con. Tham lai của em là 60, cần phải đứng trên con dốc ở sau cánh rừng già em ơi. Vâng, mất dốc cái rừng già này là đâu đây.
Còn rông trên cánh rừng già này sẽ là cái vị trí đấu quần bắc minh nhất dành cho cả hai cái thủ chúng ta. Sẻ đang bị Tiểu Tình Ngư vẩy e. Hơn quân này thì Tiểu Tình Ngư anh có vẻ đang hơi hổ báo rồi. Anh đang hơi quá tự tin. Với tình huống nâng cấp chặt chỗ hai và trả lại cái rông ở khu vực này thôi. Kia quân tiếp viện. Quân tiếp viện cũng cần đem ra rào chạy. Chiếm lên con rông ở sau cái rừng già này sẽ là lợi thế lớn dành cho bất kỳ ai ở cái rông đó. Và Sẻ đang người chiếm rông này. Một pha vẩy e của cái bộ chim sẻ đáng để chia đôi con đường. Tiểu Tình Ngư đang không để ý cung đường của mình. Tham lại 65 đến từ cái thủ chim sẻ đáng. Con tân này thì lợi thế quá lớn. Lợi thế là quá lớn dành cho Sẻ sau khi bắt được khoảng 50% tân quân đi công của cái thủ Tiểu Tình Ngư. Tham lại 65 dành cho em. Ruộng đường đều ê. Dân xong đứa lừa. Chúng ta cứ đứng trên cái dốc này thôi và cứ từ từ công nghệ lên xong tăng nhà BA thứ 6. Sau đó ta sẽ tìm hướng đi công của nhà Tiểu Tình Ngư cũng chưa muộn. Tham lại 72/80 dành cho cái thủ chim sẻ và bắt đầu đục vào bên bờ của anh Ngư. Sẻ đã lên xong tầm xa 7/2 và sẽ có một tân quân cắt thử lại trên con dốc để tránh những tình huống mà Tiểu Tình Ngư gom toàn bộ quân ra để bắt tân cung R này của Sẻ. Và anh Ngư quyết định cho cung R bên xong để có thể điều R với thủ chim sẻ nắng. Chỗ này là không nên điều này. Vâng đấy, nói xong thì bị tắc cung R chết nhanh hai con. Tham lại 77, mình nghĩ đánh phát triển lâu dài với Ngư cũng ổn. Mà đánh công luôn thì ok thôi. Đánh kiểu gì trận này tôi cũng cảm giác Sẻ đang có lợi thế. À vâng, một tân quân đi rất ảo đến từ cái thủ Tiểu Ngư vẫn hở. Vâng, Sẻ đang muốn phải bắt ba cung R này, quá tuyệt vời. Và một tân quân đi ảo nhưng với cái khả năng quan sát bản đồ con là rất nhanh của chim sẻ nắng thì anh Ngư sẽ trên toàn bộ tân quân đi công. Tham lại 82 dành cho anh thủ chim sẻ nắng. Vâng, tăng nhà BA thứ 6 rồi. Và đây là tân quân to của Tiểu Ngư. Đơn giản là quân của Sẻ đã đứng ở dốc này từ rất lâu rồi. Còn nó đang không có việc gì làm. Bây giờ ra đấu quân với anh Ngư thì cường thôi. Vâng, Sẻ chưa vội vàng đứng đấu. Đang muốn tụ hai tân quân để có một tình huống bắt quân triệt để. Nhưng con cung R cái thủ Tiểu Ngư. 2388 không, giờ này chưa bắt được. Tiểu Ngư khá đông quân. Sẻ cần phải có một tình huống đóng BC thôi. Bây giờ đang phút thứ 22 của trận đấu này là, và thời điểm này là thời điểm cần phải đóng BC. Bây giờ theo một tình huống lùa Tiểu Tình Ngư vào góc tường và pha vẩy e quá lăng hoàng của chim sẻ nắng. Nhưng đó là tuyệt vời để bắt quân của Tiểu Tình Ngư. Một tên bánh mì kẹp trà đến từ chim sẻ nắng khi dồn Tiểu Tình Ngư vào chân tường. Và không còn điều gì để mất đến từ Tiểu Tình Ngư nữa. Anh ấy sẽ dùng tất cả sức bình sinh để cứu tên cung R này nhưng không thể cứu được. Sẻ vẩy e là quá mát. Tham lại 80/108, BC đã có đến từ cái thủ chim sẻ. Và lợi thế là quá lớn trong trận đấu này. Và bây giờ mình xin bạn phép sửa trước cái tỷ số được không ạ? Vâng, mình xin bạn phép sửa trước cái tỷ số, anh em thấy ok không ạ? Vâng, những ai đồng ý sửa trước tỷ số các bạn thể comment số 1 trên khung chat được không ạ? Vâng, tham lại 87/108 anh em ơi. Vâng, sửa trước tỷ số, anh em nào đồng ý có thể gõ số 1 trên khung chat được không ạ? Vâng, nâng cấp cái đầu gấu lên từ cái thủ chim sẻ nắng và bung nhà chính ra để phát triển vẽ thủ nhiều hơn. Ôm lên BA của game thủ Tiểu Tình Ngư thôi. 6 nhà BA trong đều. Bài 3 con ông dân này không đáng ngại. Vâng, dăm 3 con ông dân này không đáng ngại. Và Tiểu Tình Ngư chuẩn bị quýt đến nơi rồi anh em ơi. 3, à xin lỗi nhầm, 4-2. Vâng, 4-2 để cho chim sẻ nắng ở trong nội dung solo cũng là xem tuần tiết. Trong buổi trưa và buổi chiều ngày hôm nay không cửa thua trong trận đấu này nữa. Và Tiểu Tình Ngư quýt luôn. 4-2 dành cho thủ chim sẻ nắng và ta đến với nội dung tiếp theo. Nội dung thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay. 4-2 dành cho thủ chim sẻ. Những trận đấu rất mắc bình của game thủ chim sẻ nắng. Những pha vẩy e, những tình huống đi quần, những hướng đứng quần phải nói là tuyệt vời của những thủ chim sẻ. Mãn nhãn ở trong nội dung cung R xem. Và ta cùng chờ xem nội dung thứ hai xem nội dung gì. Vâng, 1-0 về trong những nội dung dành cho thủ chim sẻ nắng. Và tôi bình luận thì tuổi gì, vâng tuổi gì anh em.